Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 1 năm Giáp Thìn, được tin Cố trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu Viên Tịch dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì Chùa Hoàng Pháp cùng Chư Tăng đến viếng thăm, thắp nén tâm hương kính dân lên giác linh Hòa Thượng, nguyện cầu Ngài cao đăng Phật Quốc. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hiện Tu, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng ban Thường trực ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng ban Trị sự kiêm trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chứng minh ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chứng minh ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, Chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo Tông, Viện chủ Chùa Phật học xã lợi quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Bửu Sơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, người có công lớn trong cuộc vận động thống nhất các tổ chức giáo hội là nhân tố trung gian góp phần cho sự hòa hợp, thống nhất giữa các tổ chức Phật giáo vào năm 1981. Do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng thích Hiển tu, phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2024 nhằm mùng 3 Tết Giáp Thìn tại chùa Phật học xá lợi thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 104 năm, hạ lạp 83 năm. Lễ nhập kim quang được cử hành trang nghiêm vào 14 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2024 kim quang của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu được tôn trí tại Chùa Phật Học Xá Lợi quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ phiến bắt đầu từ 18 giờ ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2024. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2024. Sau đó, Phụng Tống Kim Quang trưởng lão Hòa Thượng nhập bảo tháp tại Tổ đình Bửu Sơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thank you.